Mến chào mọi người nha, hôm nay thì mình quay mình bán hai cái con máy xới mà bánh xích nha nha mọi người. Hai con máy này là hàng nghĩa địa, xuất xứ từ Nhật Bản nha mọi người. Và mình sẽ quay sơ lược cho mọi người cùng xem, đồng thời quay hai con máy này chạy cho mọi người cùng xem tham khảo luôn ha. Thì con này thì nó là con giang ma. Đây là con giang ma CT55. Con này mang cái động cơ là 4T94. Cái dàn xích này thì hiện giờ là chạy theo cái kiểu như là cua be nha mọi người. Nhưng mà cái bánh xích mình á, nếu mà hư bánh xích này của mình có thể thay là bánh xích là của mấy các mà cua ta 93. Là bây giờ đưa vô đây là chạy nó ok ha, nó đúng đó. Cái này thì bằng động cơ Yamaha chạy bằng bánh xích. Con này thì có lái bằng vô lăng bên trong. Cho mọi người xem ha, bên trong lái bằng vô lăng. Dạ, có máy lạnh luôn. Đây là cái dàn máy lạnh rất là tiên tiến ha. Giá cả thì alo với chủ xe thì chủ xe sẽ báo giá sau, ai có cần mua. Đây nha mọi người, số 1.007 giờ rồi. Lái cũng mấy cái vô dụng cụ nè, lái cũng khá là đơn giản. Lát trên nước cũng hẹn nước mưa kìa, có không? Cái này cái dàn xới nha, có mét mấy vậy trời, dàn xới này ngắn ha, dàn xới này chắc mét rưỡi gì quá, mét rưỡi mét sáu gì. Con này nó nặng, sức nặng nó bao nhiêu ta? Biết không? Nó ngàn ngàn với cây 60 không à. Nó cỡ 38 tấn xuống cho đường chứ. Nó tương đương 8 tấn 7 bán bao nhiêu sàm rồi. Ngàn ngàn cây 60 vậy. Tương đương với Kuta 60 ha. Bởi vì nó xuống chẹt là nó nặng hơn cây 518 thì chút đỉnh hả? Ở đây một chiếc còn một chiếc đằng kia. Mình sẽ lại cái chiếc này cho mọi người xem đây, chiếc đằng này luôn. Còn hồi ra để máy chạy nha. Nó mang dàn xới chắc mét rưỡi gì hả? Cái này tới 2 gần 2m1 còn cái dài nữa 18 đó. Vậy đó ha. À, con này là Mitsubishi KMM55. Con này là sức nặng của nó tương đương với con kia không? Nó cũng cỡ rồi. Nhiêu giờ rồi? 640 mấy à. 640 mấy ha. Con này xích cũng là chạy bằng xích của là máy cắt 93 luôn ha. 93 105 là thay vô là vừa nó đó ha. Con này cái dàn xới này là sợ đôi ha. Dàn này 2m hả? Cây 65 bán rồi đó. Cái dàn này nó 2 mét hả? Gần 2m1. Gần 2m1 luôn hả? Quá trời, dàn nó dài rồi. Đây hai chiếc. Này nó cổng dàn này hơi mệt. Giá cả thì liên hệ qua số điện thoại để trên tiêu đề á, nói chuyện biết giá chứ đây mình không có báo giá nha mọi người. Con này nổ máy cho mọi người xem luôn. Dàn xới này cũng khá là êm nha mọi người. Hồ mà xới trộn hết sức trộn luôn nè. Để cái đất lên xuôi lùi. Thì ở đây cùng một miếng đất đó nha mọi người. Bên kia có con 5018 đó, gặp chạy đất lúng cho mọi người xem kìa, thấy không? À, còn cái con mà CT55 chạy tỉnh bơ nha mọi người. Đó, nó mọi người thấy chưa?
Con ke thì sức nặng là tương đương với con 60, còn con này thì 5018 thì nó nhẹ nhẹ hơn con CT55. Chạy thử thử không? Còn con nãy một cặp này thì nó chạy o o bình thường nha mọi người. Đấy, bây giờ thì hai con này đang chạy vô. Thì mọi người muốn tìm hiểu kỹ về cái hai cái con máy này thì cái hãy xem lại cái số điện thoại mình sẽ để ở trên cái tiêu đề. Đó, ai cần thì liên hệ thì để mà tìm hiểu về cái dòng máy này nha mọi người. Đó, hay là muốn mua đem về. Xe này thì hàng với địa Nhật Bản thôi, của Nhật. Từ bên Nhật đem qua luôn. Thì cái này thì chủ này anh mua về á, mua về anh bán lại, anh mua về anh xài, rồi anh muốn cặn thì anh bán lại, anh về anh cứ anh kêu mình quay bán vậy đó, vậy anh có mối, đó anh có mối anh mua, đã không mọi người, đi xuống chơi, xuống chơi. Có quạt gió nha, cái này là thông này, không có chơi máy lạnh mà có gắn quạt gió à, không quay không chịu bật máy lạnh lên. Một vàng thì mang vàng sới tới gần 2m1, còn vàng thì 1m8 gì đó nha mọi người, lớn nhỏ. Hai con này chạy song song với nhau luôn ha, nhìn rất là đã luôn, rất là lạ mắt luôn nha mọi người. Đây là lần đầu tiên mình cũng quay cái con hai con máy này bánh xích. Đây là hàng nghĩa địa đến từ Nhật, là sới đất lần đầu tiên luôn nha mọi người. Là trước giờ là mình chưa từng quay cái con máy này sới đất bao giờ. Chạy ngon không? Chạy nhìn đã ghê không? Không, cái này là nói về cái độ lúng lầy thì mọi người thấy ha không? Thực tế nó chạy như vậy đó. Thì tầm khoảng sức nặng thì bằng với Toyota 60. Nhưng mà chạy thì cái này là không có chào đảo nha mọi người. Không có chào đảo luôn. Không có thao không lúc. Qua cua. Qua cua cũng khá là dễ dàng ha. Loại dòng máy sới bánh xích như thế này thì ở Việt Nam mình cũng có chế tạo nha mọi người. Thì cái mà nói về mà chế thì hàng chế cháo, lắp ráp thứ này thứ kia vô. Còn cái này là hàng của Nhật, nguyên con của Nhật. Cái này nó làm máy hãng, nhưng mà nó chỉ có gọi là nó nghĩa địa thôi. Đồ đạc cũng dày dặn sắc sảo. Con Kubota 50 nữa không, mang bánh bơi chạy nha, thử thử nha mọi người. Đó, chạy đó là đất lúng ghê lắm nha. Còn cặp bánh xích CT55 đó thì ok, chạy phao phao không có phá đất. Ôi rồi bánh trước cũng bơi quá ha. Kubota dữ lắm, anh mới nằm nữa chứ không hồi anh cũng bường lắm đó. Biệt hiệu nhà mình. Bây giờ thì lại quay đầu cho vô nha mọi người. Đó. Rồi cái video mình xin đến đây kết thúc nha mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Thì ai có nhu cầu mà liên hệ mà mua máy hai con máy này á thì liên hệ qua cái số điện thoại ở trên cái tiêu đề. Mình sẽ để cái số điện thoại của chủ máy ở trên tiêu đề cho mọi người tham khảo. Alo. Chứ ở đây giá cả thì chủ máy là kêu mình là không có nói giá chơi trên này. Ai có mà thiện chí thì hãy liên hệ nha. Chứ không có nói giá trên này.